chuyển cũng đá như mảng luôn. Hả? Ờ. Di chuyển thôi nhỉ. Nó trong hai chuyển sắp biết động điên mất mất. Ờ đang chuyển đi nhặt. Đi nhặt đấy. Bắt đầu vào giá đi nhặt. Vâng quý bạn thân mến, trước mắt chúng ta là hình ảnh trên sân vận động Hương Mạc chuẩn bị cho trận tứ kết 3 giải đá các đồng niên của phố Hương Mạc. Và chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng đồng niên 1990, đồng niên 1989 về tham dự loạt trận tứ kết 3 giải đá đồng niên khu phố Hương Mạc năm 2022. Vâng quý bạn thân mến, chào mừng quý vị đến với sân động Hương Mạc để dõi theo buổi thuật trực tiếp trận tứ kết 3 của giải bóng đá đồng niên phố Hương Mạc mùa giải 2022. Một trận đấu rất hấp dẫn mà trong lịch sử, theo những ghi nhận thì đây là cuộc đối đầu đầu tiên giữa các thủ 89 và 90. Hai đội bóng này thì đều là những cựu vương của giải đồng niên phố Hương Mạc. Ở nhiều năm trước đó, họ cũng đã có một thời kỳ rất đỉnh cao. Và ở mùa giải 2022 thì 89 và 90 duyên số đã đưa họ đến với nhau ở trong loạt trận tứ kết. Một đội bóng sẽ đi tiếp và một đội bóng sẽ phải nói lời chia tay giải đấu này. Bất kỳ đội bóng nào phải chia tay thì cũng đó là một đáng tiếc rất lớn, khi mà 89 và 90 thì đều là những đội bóng được đánh giá là ứng cử viên trước vô địch. Với một đội hình đồng đều, với một đội hình vâng, ban tổ chức xin mời các quý vị khán giả hãy lùi lại đường biên khoảng 50 phân để cho các cầu thủ chúng ta có khoảng trống để có thể chạy cùng với đó là cứu bóng và đá biên ạ. Vâng, xin mời các quý vị khán giả. Vâng, như vậy là tiếng còi của hiệp 1 đã được nổi lên. Trọng tài chính điều khiển ngày hôm nay không ai khác vẫn là bộ đôi trọng tài, đó là ông Tô Minh Hằng cùng với trọng tài Đức Huấn, hai trọng tài đến từ thôn Tiền của ban trọng tài huyện Yên Phong. Hiệp 1 này thì cầu thủ 89 sẽ bảo vệ ở thành bên tay trái mà nhỏ quý vị. Họ ra quân với đội hình như sau, khung gỗ đó là Ngô Đức mang số 1, cao thủ số 6 Giản Tuyên, số 8 Tuấn Quỳnh, số 11 Minh Trường, số 5 Nguyễn Linh, số 9 Nguyễn Lợi và số 7 Tiến Lâm Thành. 89 vẫn ra quân với bộ trang phục áo đỏ quần đỏ. Dứt điểm, không vào. Một pha bóng hết sức nguy hiểm dành cho thủ 1-9-10. Không được, không có lỗi, tình huống tranh chấp tốt. Cơ hội phản công, Tuấn Quỳnh. Đường chuyền là hơi non của Tuấn Quỳnh. Và trận đấu đang được quay phát trực tiếp trên fanpage của người chủ đội bóng đá Phong Trào Bình Viên Nguyễn Nhung. Và hy vọng rằng bà con, cô bác, tất cả các anh chị em cũng sẽ cùng truy cập và hãy chia sẻ cho trận đấu này đi ạ. Một trận đấu rất hấp dẫn. Trận đấu được đánh giá là cân bằng và hai đội với lối chơi tương đồng. Hai đội đều sở hữu một hàng công rất xuất sắc.
một cầu thủ 90, lỗi ở vòng loại cầu thủ 90 cũng đã chưa từng nhận bất kỳ một kết quả thua hay hòa nào cả. Họ chiến thắng 4 trận liên tiếp, có đó đứng đầu bảng C, có được 12 điểm. Còn đối với cầu thủ 89, lợi thế Khương Châu, vẫn là Khương Châu, captain của cầu thủ 1990, chuyền vào, không được, và xử lý không thành công, rất quyết liệt. Phút đầu tiên và hai đội đang nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay thì 90 họ ra quân với đội hình chỉ không gỗ, đó là Đinh Canh, cầu thủ số 2 Khương Châu, 11 Dũng Tàu, 12 Văn Chiến, số 10 là Đinh Tới, số 5 Đàm Trung và số 9 là Ngô Tuân. 90 vẫn mang trang phục áo xanh, quần xanh, bảo vệ của thành viên tay phải trong hiệp đầu tiên này. Ngô Tuân cơ hội dứt điểm, không vào, rất đáng tiếc. Tình huống cố gắng để dướn người dứt điểm nhưng Văn Chiến đã không thể chiến thắng được, đó là Ngô Đức, và lao ra kịp thời để làm cho góc sút của Ngô Văn Chiến đã bị thu hẹp lại. Chúng tôi đang chờ những món quà để dành cho hai đội bóng. Cuộc chiến của 89-90 nó đều là những cuộc chiến vô cùng hấp dẫn và căng thẳng, và không kém phần kịch tính. Dũng Tàu không được, dứt điểm, không vào, vẫn không vào. Hoàn hồ thủ môn Ngô Đức, Ngô Đức đã liên tiếp có hai tình huống cản phá không thể tin được. Ngỡ rằng là đã có bàn thắng cho thủ 90 rồi nhưng không, Ngô Đức là người đã không cho phép cao thủ 90 ăn mừng bàn thắng. 90 đang thi đấu hay hơn những phút đầu tiên này. Nguyễn Lợi, 89 luôn là như vậy, họ nhập cuộc bình tĩnh, với đó là cũng khá chậm những phút đầu tiên rồi. Khi mà 89 tăng tốc, dứt điểm không được, cú dứt điểm đến từ Tiến Đồng Danh. Chú ngựa đến từ Hương Mạc, rõ ràng là họ đang tỏ ra hăng máu hơn. Đánh đầu và phá bóng tốt của Đinh Tới. Ngày hôm qua đã diễn ra hai loạt trận tứ kết. Ngày hôm qua có 3 trận đấu, một trận đấu cuối cùng vòng bảng. Chiến thuộc khuôn khổ bảng C. Đó là cuộc chiến giữa cầu thủ 97 và 91, và 97 cũng đã dễ dàng đánh bại cầu thủ 91 với tỷ số rất cách biệt, của đó có tấm vé vào chơi trận tứ kết. Và 97 sẽ có trận tứ kết 2 trong buổi chiều hôm nay. Đó là cuộc chiến với cầu thủ 98. 98 đứng nhất bảng D. Dứt điểm. Không vào! Vẫn không vào. Cơ hội là 10-10 rồi, không dành nó bỏ trống nhưng cú đệm bóng thì nó lại đi ra ngoài. Không thể tin được. 90 đang thực sự bỏ lỡ những cơ hội quá ngon ăn. Họ sẽ phải coi chừng khi mà 89 phản công. Một sĩ 89 luôn biết cách để tận dụng cực tốt cơ hội của mình. Hương Châu, Dũng Tàu. Bóng không đến vị trí của Dũng Tàu. Qua cuộc chiến hấp dẫn nhất đó là cuộc chiến đối thủ 86-87 đối đầu với thủ 192, cuộc chiến cân tài cân sức, kẻ tám lạng người nửa cân. 92 họ nhỉnh hơn về sức trẻ, về tốc độ, những kinh nghiệm và bản lĩnh đó là thuộc về cầu thủ 86-87. Đội bóng tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng đó là đội bóng đã thất bại. Bóng đá là như vậy, đôi khi chúng ta cần phải biết tận dụng những cơ hội mà mình đã tạo ra. Cơ hội phản công như 1989, đẩy bóng hơi dài, hướng cắt bóng tốt đến từ Dũng Tàu. Giản Tuyên
Đây là Nguyễn Linh chuyền không đến ở vị trí của Tuấn Quỳnh. Pha chạm bóng quá dài đến vị trí của Văn Chiến. Tiếp tục bóng dài Nguyễn Lợi. Nguyễn Lợi vẫn là một điểm đến lý tưởng dành cho 1989 ở giải đấu này. Ngôi sao này là một cầu thủ quan trọng nhất. Và anh cũng chính là cầu thủ cũng đã gánh cầu thủ 89 lách qua khe cửa hẹp, hút chết ở trong loạt trận cuối cùng vòng loại. Cơ hội không được, đường chuyền không thành công của Nguyễn Linh. Mùa giải hôm nay thì 90 đã thiếu vắng đi một trong ngôi sao cũng rất quan trọng cho đội hình, đó là Đàm Chuẩn, một trong người đồng đội nhiều năm trên cùng chuyến tiến cả cầu thủ 90 cùng với đó là FC Hương Mạc. Đáng tiếc là trước giải đấu này thì Đàm Chuẩn đã bay qua Nhật. Hiện tại anh đang tập huấn cùng với đó là thi đấu ở bên Nhật. Chắc chắn rằng khi mà Đàm Chuẩn quay trở lại, đây cũng sẽ là một trong những con bài rất quan trọng của bóng đá Hương Mạc cũng như là 90. Không được, Khương Châu dứt điểm không thành công. Ở ngoài sân thì 90 có một cầu thủ mà chưa bao giờ được vào sân một giây phút nào. Hôm nay thì anh đang dự định sẽ được thay vị trí của Khương Châu. Đây sẽ là tình huống đá phạt dành cho thủ 1-9-10. Đứng trước bóng đang là Khương Châu. Cú sút không vượt qua rào. Dũng Tàu rất kỹ thuật và xử lý bình tĩnh, nhưng sau đó thì anh lại đẩy bóng ra ngoài biên. Phút đầu tiên đang chứng kiến một tốc độ trận đấu cao, cùng với đó là những cơ hội đã được tạo ra bởi cầu thủ 90 là rất ngon ăn. Đá phạt nhanh, cơ hội dứt điểm không vào. Dứt điểm hơi cao, đó là tình huống dứt điểm của Tuấn Quỳnh. Chín mươi cũng đang rất chủ động để giảm đi nhịp độ, cùng với đó là ngăn chặn và phối hợp đá phạt nhanh. Nhưng rõ ràng là 89 thì luôn tỏ ra nhanh hơn trong những pha bóng cố định. Vẫn là 1989 mở cánh thoáng. Đây là Tuấn Quỳnh không vượt qua được Khương Châu. Kinh nghiệm và đó là thể lực của Khương Châu, một cầu thủ được ví như là một con trâu rừng nguy hiểm. Không vào và dứt điểm rất bất ngờ chân trái đến Tiến Âm Thành, nhưng nói chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được vị trí của Đình Cảnh. Phạt góc không được, vẫn là 1989. 1989 đang dần lấy lại thế trận. Tiến Âm Thành, vẫn là Tiến, rất hay. Tuấn Quỳnh không được, một lần nữa Tuấn Quỳnh lại không thể vượt qua được đó là Khương Châu. Ngôi sao số 1, một trong ngôi sao rất quan trọng của đội hình cầu thủ Hương Mạc. Anh cũng là một nguy hiểm. Câu vào sai lầm nơi hàng phòng ngự và suýt chút nữa thì thủ 89 đã phải trả giá. Cú dứt điểm trong tình huống đối mặt
Nhưng thủ môn Ngô Đức một lần nữa lại xuất sắc. Một trận đấu mà Ngô Đức đang gánh hơi vất vả những người đồng đội của mình. Cơ hội sút xa, bóng chạm tay, nhuống chạm tay đến thủ môn số 6, đó là Giản Tuyên. Cơ hội đá phạt, bây giờ là khoảng cách là gần hơn. Cũng rất có nhiều độ ngày hôm nay được các nhà cái ra độ. Dứt điểm, không vào. Dứt điểm tiếp. Tuấn Quỳnh. Sau phút đầu tiên lép về, Nguyễn Lợi. Không được. Lợi không thể vượt qua đinh tới đáy đâu. Vẫn là Nguyễn Lợi. Xử lý rất hay. Dứt điểm. Cơ vào. Cú dứt điểm bất ngờ của Tuấn Quỳnh. Rất quyết liệt. Hương Châu. Xử lý với một lùi chân rất thanh thoát của Khương Châu, nhưng sau đó thì anh lại để mất bóng rồi. Lỗi của Khương Châu. Đá phạt. Tình huống đá phạt nhanh. Xuống biên. Được chuyền vào. Không được. Hết sức bình tĩnh. Đương nhiên là dù gì nó cũng trong tầm khoảng 1 mét. Có thấy tình huống đấy nó tầm tầm 1 mét mất rồi. Khương Châu có lý do để phản đối. Nguy hiểm. Cơ hội. Vào. 1-0. Bàn thắng đã đến với 1989. Vậy là bàn thắng đã được công nhận. Giây phút hơi thiếu tập trung của cầu thủ 90 và họ đã bị trả giá. Cầu thủ chúng ta cần tập trung hơn vào trận đấu này khi mà trọng tài đã đưa ra quyết định. Hy vọng là anh em cũng sẽ tôn trọng quyết định của trọng tài. Quả bóng rất đáng tiếc. Một pha tấn công rất hay và bài bản đến từ 1989. Và chỉ một giây phút mất tập trung thôi là 1990 đã phải trả giá. Đúng như những dự đoán, đúng như những gì đó là quy luật của bóng đá. Khi mà chúng ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và khi đó cơ hội nó lại dành cho đối phương. Nó giống như là kiểu quy luật phản lực vậy. Ta tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, thì khi đó nó sẽ trở thành động lực ngược lại dành cho đối phương. Và khi mà đối phương có cơ hội thì ngay lập tức họ sẽ tận dụng thành công. Mở tỷ số cho trận đấu này. Ở cú dứt điểm chính xác đầu tiên thì 1989 đã có bàn thắng. Phản công, đường chọc khe là hơi nhẹ. Lỗi rồi. Dũng Tàu. Bật nhịp trận đấu này thì 90 cũng đã chủ động thi đấu với một tốc độ cao, cường độ cao. Họ liên tiếp tạo ra những sức ép. Nhưng chỉ đáng tiếc là các chân sút của thủ 90 lại liên tiếp vô duyên. Xuống biên, chuyền vào. Bài đánh quen thuộc rồi.
89 đang chủ động mở rộng biên và sau đó là bật vào trong. Và một bài đánh có lẽ là khoa học nhất ở bóng đá sân 7 thời điểm hiện tại. Đáy biên và sau đó là nhả vào trong. Vừa tốc độ, vừa có nhiều khoảng trống. Tiến Lâm Thành, cắt bóng hay của Khương Châu. Cách biệt là một bàn. Với bàn thắng này thì chắc chắn sẽ giúp cho trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. 90 sẽ phải quyết tâm hơn nữa, họ sẽ phải đẩy cao tốc độ, đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Sức tấn công của 90 cũng là khá đáng nể. Như Chiến, Dũng Tàu rất quyết liệt. Tiến Lâm Thành xử lý rất nhanh, nhưng đó là tình huống để mất bóng. Ngô Tuân xuống biên, hơi sâu mất rồi và sau đó là lỗi. Đây là phút thứ 18 thôi, thời gian hiệp một vẫn còn nhiều, vẫn là 1-9-10 rất khỏe. Hay rồi, không được. Ngô Tuân được mở cánh, Nguyễn Chiến giúp ta. Pha ngả người bắt bộ lề rất đẹp mắt, nhưng đáng tiếc thì bóng nó lại đi hơi liếm thượng cột dọc. Suýt chút nữa thì là có siêu phẩm dành cho Dũng Tàu. Chúng ta cần phải theo dõi lại một cú dứt điểm rất đẳng cấp này, và chỉ đáng tiếc là Dũng Tàu đã không thể có bàn thắng để quân bình tỷ số. Tình huống tấn công và tốc độ rất cao. Cơ hội Nguyễn Lợi, đây rồi, dứt điểm. Không được, vẫn là 1989. Hương Châu rất khỏe và nhanh. Hương Châu không được. Cắt bóng rất tốt. Cắt bóng đến là Giản Tuyên. Hương Châu hôm nay đi đá PPL về mỏi rồi. Hôm nay đá FC Chính Nghĩa mỏi rồi. Xem nhà 2:30 đá vậy vãi. Đá ở đây toàn phơi nắng trời đó. Người ở đúng giờ thôi, đá bóng ở đây thì bạn có xu. Đánh đâu? Rất đáng tiếc. Không vào à? 9 ra này. Văn Hùng số 6. Ok 6. Tiến Đông Thành. Nguy hiểm. Quả bóng hơi đơn giản đối với thủ môn bên phía thủ 90. Ngô Tuân. Bóng dài và đường chuyền quá mạnh. Thay người, cho tài cho thủ 90 thay người. Như vậy là Ngô Tuân là cái tên được cho sân. Được vào sân là Văn Hùng. Cầu thủ có một tốc độ tốt hơn với những pha xử lý tốt hơn. Khương Châu, vẫn là Khương Châu, 1-0. Khoảnh khắc ngôi sao. Một nữa Khương Châu lại trở thành người hùng để giúp cho thủ 90 quân bình tỷ số. Rất đẹp mắt. Quả solo không thể cản phá và cú dứt điểm bằng chân trái là không có một cơ hội nào dành cho Ngô Đức cả. Nên nhớ rằng Khương Châu ngày hôm nay vừa có một trận phơi thóc 2:30 giải Bắc Ninh Pro League. Một giải đấu mà Khương Châu sau trận đấu này thì rõ ràng là đã nhuộm ra. Nhà thì không có thóc, nhưng nhà Bắc Ninh rất chịu khó phơi thóc ở giải Bắc Ninh Pro League toàn 2:30 thôi. Hết sức bình tĩnh.
Hãy để cho anh em có một tâm lý thoải mái nhất chơi bóng. Đu đầu bè rất kỹ. Và phối hợp vẫn là 1989, dứt điểm không được. Vẫn là Khương Châu. Khương Châu cũng là một trong ngôi sao rất quan trọng của FC Chính Nghĩa. Bóng với sự góp mặt của nhiều những ngôi sao tên tuổi bóng đá Từ Sơn, người đó là Hiền Phong. Ngoài Khương Châu thì ở Đồng Hương cũng có những tên như là Hải Châu. Nguy hiểm, không vào, rất đáng tiếc. Nguyễn Lợi đã dứt điểm một trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là một cuộc chiến thực sự là rất căng, chúng ta vô cùng khó đoán. Này cũng đã có nhiều độ. Và cũng đều là những độ khá cân bằng. Nguyễn Linh rất hay, lại là Khương Châu. Và cắt bóng quá tốt, cơ hội không có lôi. Những tác động nguy hiểm. Vẫn là bóng bổng. Và pha bóng của Tiến Đồng Thành, Dũng Tàu. Khu dứt điểm ối rồi ôi của Dũng Tàu. Khương Châu, Dũng Tàu mở biên rất thoáng. Văn Hùng không được. Và bóng an toàn đến Tiến Đồng Thành. Khi có bàn thắng thì tâm lý ngay lập tức cầu thủ 90 đã ổn định và tự tin hơn rất nhiều. Họ tiếp tục cầm nhịp. Anh em khán giả di chuyển đến một vị trí hợp lý nhất, không ngồi quá đông vào một vị trí. Đừng bấu vào giáo. Đấy cô ơi, đừng bấu vào giáo nó rung. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội dứt điểm không vào. Và dứt điểm rất nhanh. Và đó là cú dứt điểm đến thủ môn số 5, Đàm Trung. Lại là Khương Châu. Dũng Tàu mở cánh rất thoáng, nhưng sau đó là một pha tăng tốc không kịp. Đường chuyền đó là hơi mạnh một chút so với đà di chuyển đến từ Đàm Trung. Người được chạm bóng đó là Dũng Tàu. Dũng Tàu vẫn đang là một trong những hậu vệ có khả năng leo cánh rất hay của thủ 1-9-10. Khi 1-9-10 tấn công thì khi nào đó là khi đó Dũng Tàu có mặt ở bên phần sân đối phương. Một cầu thủ có vòng 2 khủng nhất trên sân, nhưng rõ ràng là thể lực của Dũng Tàu là cũng không thể coi thường được. Đấm bóng tốt, đá biên dành cho 1-9-10. Những chú ngựa ở Văn Đàn tỏ ra rất tự tin với nền tảng thể lực của mình. Xét mặt thể lực thì chắc chắn rằng các thủ 90 không hề thua kém, mà họ có thể nhỉnh hơn so với thủ 89. Đánh đầu không được. Đúng bằng vào đánh đầu đó là Đàm Trung. Và di chuyển và chọn vị trí hơi thiếu chính xác của Đàm Trung. Đường truyền có điểm rơi là rất tốt đến từ vị trí của Khương Châu. Mấy đứa ngồi giáo đừng có động giáo nào. Thật bóng tốt. Khương Châu đinh tới. Nhúng đầu anh đánh đầu ngược đến được Văn Chiến. Khán giả đang đến với sân ngày một đông. Ngày hôm nay trận tứ kết 3 đã thu hút được rất nhiều. Một trận đấu mà cao về mặt chuyên môn, cao về mặt tinh thần. Đương nhiên là nó cũng vô cùng hấp dẫn nữa. Tốc độ Khương Châu, chào khe rất hay. Có rồi. Đường truyền quá hay. Nhưng người đồng đội của Khương Châu thì lại không được như những gì mà anh em muốn. Đồng niên luôn là như vậy, không phải là anh em nào cũng thi đấu hay giống như nhau cả. Ai cũng như Khương Châu thì ai chơi. Khương Châu vẫn là Châu. Cột hai, rất đáng tiếc. Văn Chiến đã có một tình huống đánh gót cực kỳ điều nghệ.
cú giật gót mà chúng ta nhớ tới những ngôi sao hàng đầu như Ibra hay Ronaldo vậy, rất kỹ thuật. Và hòa mỹ nhưng bàn chiến đã không thể chiến thắng được, đó là sự xuất sắc của Ngô Đức. Cơ hội không được, ngồi đây có đau hết tay. Có bàn thắng thì 9-10 một lần nữa lại tạo ra sức ép. Họ chủ động chơi bóng, cầm bóng với một lối chơi quen thuộc. 8-9 họ đang cố gắng phòng ngự và triển khai những pha bóng dài. Nguyễn Lợi đánh gót sau đó thì nó lại bị bắt bài. Nguyễn Lợi vẫn đang cầu thủ thi đấu cao nhất, một trong tiền đạo có khả năng làm bóng, người đó là đi bóng dứt điểm cực tốt. Phạt góc dành cho 1989. Chín mười đúng không? Số ba Tuấn Anh đúng không? Châu Gia Lương vào nhá. Rất khỏe, kỹ thuật đến từ Hương Châu. Lỗi rồi, hướng phạm lỗi rất rõ ràng và thay người. 90 có sự đổi người khi mà Đàm Trung là cái tên sẽ được cho nghỉ ngơi. Mặt rất nhăn, xì rồi. Đàm Trung cũng đã rất nỗ lực nhưng đây là một trận đấu một tốc độ cao và người thay thế cho vị trí của Đàm Trung đó là Tuấn Anh du đinh nhỏ. Một cầu thủ cũng có một tình hình khá giống với Dũng Tàu. Vòng hai của anh còn khủng khiếp hơn Dũng Tàu. Hương Châu. Quả bóng mà hai cầu thủ này đã không hiểu ý nhau rồi. Cắt bóng tốt. Định tới, hay rồi, Dũng Tàu. Lỗi rồi, tình huống đẩy sau. Đến từ vị trí của đồng chí Tờ Linh. Chí Tờ Linh ngày hôm nay tiếp tục được giao trọng trách vào sân từ đầu nhưng anh cũng chưa thể quẩy. Lối chơi của 90 là một trong lối chơi cực kỳ khó chịu và khắc chế cầu thủ 89. 89 chưa ngại bất kỳ đối thủ nào, dù là những đội bóng trẻ như là 2K1 hay là cầu thủ 98. Nguy hiểm, không vào. Phải chéo bóng hướng tới cột 2 nhưng các đồng đội của Khương Châu thì lại không di chuyển vào vị trí này. Tình huống phối hợp đá phạt sân 7 chúng ta sẽ cần phải di chuyển rất linh hoạt để chọn một vị trí, đó là một vị trí thoáng, khoảng trống được tạo ra và khi đó cơ hội hoàn toàn sẽ đến. Số vận đà là 1-1, thời gian đang bước vào những phút cuối của hiệp 1 trận tứ kết thứ 3. 2 phút bù giờ. Remote cũng không có quá nhiều tình huống bóng chết. Xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi trực tiếp trận đấu này của fanpage Bình Viên Nguyễn Nhung. Cũng rất cảm ơn anh em cũng đã luôn ủng hộ và dõi theo những bước tiến cùng với đó là những giải đấu mà đơn vị truyền thông của chúng tôi tác nghiệp. Giải đấu đồng niên luôn là những giải đấu phong trào tuyệt vời đến từ những ngôi làng, đến từ những ngũ phố, đến từ phường Bắc Ninh. Sau khi đại dịch kết thúc thì đơn vị truyền thông, đơn vị người chuyên lửa như Hùng cũng đã làm rất nhiều giải đấu đồng niên điển hình, những giải đấu lớn như là đồng niên Mẫn Xá, một trong những khu vực có nền bóng đá phát triển phong trào rất mạnh. Đó bên cạnh đây đó là những Quan Độ, Quan Đình,
Rất hay. Nguyễn Lợi. Tình huống xử lý bóng phải nói là cực dính đến từ Nguyễn Lợi. Và lỗi rồi. Lần nữa thì Dũng Tàu. Rồi đá phạt. Thời gian không còn nhiều nữa. Những giây bù giờ cuối cùng rồi. Phối hợp không nhanh, không đủ nhanh. Vâng, và đúng lúc này thì tiếng còi của ông Tô Minh Hằng cũng nổi lên để khép lại hiệp 1. Một hiệp 1 căng thẳng, kịch tính, và với hai bàn thắng chia đều giữa hai bên rất hấp dẫn. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa để chuẩn bị đến với hiệp 2. Tôi xin mời quý vị nghỉ trong ít phút. We'll be right back.
mời các cổ động viên đi ra ngoài ạ. Vâng, quý bạn thân mến, xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp hiệp 2 trận tứ kết 3 giải bóng đá đồng niên khu phố Hương Mạc năm 2022. Chiến giữa cầu thủ 1980, 1990 và 1989. Thì một khép lại, hai đội đang cầm chân nhau dứt điểm, cầu vào. Một pha dứt điểm rất nhanh và lại là Nguyễn Lợi. Nguyễn Lợi thực sự đang có những dứt điểm quá lợi hại. Anh cũng đã có bàn thắng để giúp cho cầu thủ 1989 có bàn thắng vươn lên ở hiệp đấu đầu tiên. Khi mà Nguyễn Lợi có khoảng trống, có cơ hội dứt điểm thì thực sự đó đều là những pha bóng mang lại nhiều hy vọng dành cho 1989. Đó lý do tại sao mà mọi đường bóng của cầu thủ 89 đều đến với sát thủ vùng cấm này. Nguyễn Lợi xoay người rất hay nhưng sau đó anh không thể vượt qua được Dũng Tàu. 90 đang theo rất sát và luôn phải cắt cử tới hai cầu thủ để theo kèm đối với sát thủ này. Thì một cao thủ 90 cũng đã có một đôi chút được chỉ số tốt hơn khi mà họ dứt điểm nhiều hơn. Nhưng số lượng bàn thắng thì là cân bằng. Nếu như không có khoảnh khắc tỏa sáng đến từ Khương Châu thì có lẽ 90 đã gặp nhiều khó khăn trong đầu tiên rồi. Khả năng lên công về thủ tuyệt vời đến từ Khương Châu. Đá phạt dành cho cao thủ 1990. Chỉ về địa ý thôi mà. Sức bóng nào là Khương Châu. Cầu thủ mà nhìn thể chất hầu như không có một chút mỡ thừa nào cả. Đinh Tới. Vẫn là Đinh Tới. Đường chuyền quá khó hiểu. Đinh Tới, Khương Châu, đường chuyền dài tốt, Văn Chiến, vẫn là Chiến dứt điểm, không được, xoay người dứt điểm nhanh của Văn Chiến, nhưng bóng đã không vượt qua được hậu vệ bên phía của 1989, vẫn có một tình huống phạt góc, cũng từ một pha phạt góc này, cũng ở góc này, thủ 89 đã có bàn thắng mở tỷ số, một pha phối hợp, và sau đó là Nguyễn Lợi đã dứt điểm quá hay, không được, Dũng Tàu lại sút trượt rồi. Rất hay, cơ hội Nguyễn Lợi vẫn còn tốc độ rất tốt nhưng sau đó Nguyễn Lợi đã đưa ra một tình huống mà hơi khó để có thể thành công, xử lý rất tay. Dũng bê bê thật bóng thì hất tay nhưng đường truyền sau đó thì nó lại dành cho những quý vị khán giả. Đã là anh em ở ngoài sân nói hơi nhiều nên là Dũng đang muốn hướng trái bóng là bảo anh em nói ít đi thì Dũng tập trung. Không được. Hey!
đá biên dành cho 1-9-10. Phút đầu tiên hiệp 2, hai đội đang chủ động chơi chắc. Tốc độ nó không còn xông xáo giống như hiệp 1 nữa. Đương nhiên rồi, điểm hiệp 2 cũng sẽ phải giữ sức, phân phối làm sao cho hợp lý khi mà hiệp 2 còn rất nhiều. Pha chạm đầu không tốt nữa rồi. Tiếp tục là Dũng Tàu. Sau trận đấu này sẽ là cuộc chiến giữa hai bóng trẻ nhất còn sót lại. Nguy hiểm, không vào, không có phạt góc. Tốc độ rất cao xuống biên, Tiến Âm Thành chuyền vào dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc, lại được chuyển hướng tới vị trí của Nguyễn Lợi. Nguyễn Lợi đã không thể đệm bóng thành công khi mà anh đã băng vào ở trong tình huống tốc độ cao. Một pha bóng mà Hàm Phòng Ngự lại bỏ quên. Thủ 90 đã bỏ quên thì Nguyễn Lợi. Để cho Nguyễn Lợi xảy ra là nguy hiểm rồi. Đinh tới. 90 bây giờ cũng đã phải chủ động chơi bóng dài rồi. Xử lý rất hay đến từ Nguyễn Lợi. Chạm bóng đập vào người của Dũng Tàu và sau đó là bóng đi hết đường biên dọc, mang về tình huống đá biên. Dứt điểm, không được. Dứt điểm đến từ vị trí của Tuấn Quỳnh. Tiếp tục là Tiến Âm Thành. Trận rất khó đoán, anh em nghĩ sao, liệu có bàn thắng tiếp theo được ghi những phút tiếp theo không? Dũng Tàu vẫn là Dũng PP, đường chuyền vào. Lỗi rồi. Tình huống mà Tuấn Quỳnh đã không thể chạm bóng và anh đã có một tác động vật lý đối với Văn Chiến. Một cơ hội đá phạt tốt dành cho 1990. Cự ly của đá phạt là khá gần rồi. Đây cũng là một trong những cự ly lý tưởng nhất từ đầu trận tới bây giờ. Chúng ta sẽ chờ đợi. Sẽ là một bài phối hợp nào đây? Cũng có thể làm tình huống sút thẳng. Rất nhiều cầu thủ đang chuẩn bị lấy đà. Khương Châu, cơ hội rất được. Không được rồi. Thay người. Tuấn Anh ra, 90 thay người, Tuấn Anh được thủ cho sân. Và vào sân là sự quay trở lại của Đàm Trung. Sự đổi người thứ 3 bên phía của thủ 1-9-10 trong trận đấu này. Còn với 8-9 họ vẫn giữ nguyên bộ khung này, chưa có bất kỳ một sự xáo trộn nào cả. Nguyễn Lợi, Văn Chiến. Vâng, lỗi trước đó đến từ Nguyễn Lợi. Rất khó khăn, chúng người đang chủ động vét sinh tầm cao.
đang không cho cái thủ 89 nhiều những khoảng trống. Dũng Tàu thì chuyền hướng tới Đàm Trung, không được. Đây là Nguyễn Linh, đẩy bóng rất tốt của Văn Chiến. Đinh Tới rất nỗ lực, vẫn còn Tiến Âm Thành, vẫn là Tiến Âm Thành, mất bóng rồi. Văn Hùng thì chỉ là hơi mạnh của Văn Hùng dành cho Đàm Trung. Tiếp tục hướng tới vị trí của Nguyễn Lợi, bóng chạm tay đối với Nguyễn Lợi rồi. Tuấn Quỳnh rất tốc độ và cắt bóng tốt của Khương Châu. Dũng Tàu đánh đầu ngược của Văn Chiến, đánh đầu vẫn còn, rất cố gắng, bóng vẫn còn. Văn Chiến rất quyết liệt. Khả năng sút xa của cầu thủ 90 thì chỉ có đó là Khương Châu, và có thể mong chờ vào Dũng Tàu. Khương Châu đánh đầu, thay người. 89 có sự thay người đầu tiên khi mà Tiến Âm Thành, Đàm Tiến cầu thủ cho sân. Và vào sân đó là Nguyễn Quỳnh, sự thay đổi người đầu tiên bên phía 1989. Thay người trở lại cho thủ 90, tiếp tục thay người. Văn Chiến tới tên được cho sân, rồi vào sân đó là sự quay trở lại của Ngô Tuân. Sự thay đổi thứ tư rồi, 90 rõ ràng là họ thay đổi nhiều hơn. Đánh đâu không được, phạt góc dành cho 1990. Sự tập trung cùng với đó là sự đeo bám, và ngay cả về mặt thể hình của thủ 89 cũng là khá tốt. Nhưng đây là Đinh Tới, một cầu thủ có chiều cao không? Đinh Tới không được. Thời tiết rất mát mà đã có những cơn gió rồi. Thời tiết hôm nay cũng là tuyệt vời khi mà trận đấu này cũng đã diễn ra một khoảng thời gian đẹp muộn. Rất quyết liệt, tình huống cắt bóng hay của Khương Châu. Những lỗi ở tình huống trước đó. Vẫn là 1989, cắt bóng tốt. Hay rồi, Đàm Trung. Chuyền của Đàm Trung thì nó lại cắt bóng hay. Ngô Tuân tốc độ không được. Rất khó để cho Ngô Tuân có thể vượt qua được, đó là Tuấn Quỳnh. Phản công rất bình tĩnh, vượt qua hai cầu thủ đối phương. Đinh Tới đường mở biên, Ngô Tuân chuyền vào, nguy hiểm, không vào. Xin chút nữa thì Ngô Tuân đã tạo ra một siêu phẩm kiến tạo dành cho đối phương. Xin chút nữa thì đã có pha đốt lưới nhà đến từ hậu vệ bên phía 1989.
bóng đã tìm trúng cột dọc. May mắn rồi. Nên nhớ 89 là bóng. Ê, bé ơi, đừng cố vào đấy. 89 là một đội bóng với biệt danh đó là chết hụt rồi. Ở vòng loại họ đã chết hụt. Và theo những đánh giá đến từ bệnh viện Nguyễn Hùng thì đội bóng nào chết hụt thì thường sống dài. Pha bóng may mắn của cầu thủ 89 khi mà họ đã không tự đốt đền. Số vẫn đang là 1-1. Nguy hiểm. Lỗi. Phút thứ 46 rồi. Nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi. Ta sẽ còn khoảng 15 phút cho cuộc chiến này. Cuộc chiến cân bằng. Hiệp 2, hai đội đã chơi chắc hơn rất nhiều và những cơ hội nguy hiểm nó đã đến ít đi. Đương nhiên thì những khán giả vẫn mong chờ là bàn thắng sẽ đến. Tuấn Quỳnh. Lỗi đến từ Ngô Tuân. Ông cứ coi đi. Coi đi đàng hoàng đi. Hai chắn đi. Hai chắn đi Hùng ơi. Trường ơi vào giữa. Trường ơi mất bóng đéo có ai kịp đâu. Tuấn ơi đừng rẽ. Chắn vào. Thủ sư bóng là Minh Trường. Trong hậu vệ rất rắn của thủ 1989. Minh Trường xuống biển. Tuấn Quỳnh không được. Cú dứt điểm luôn từ góc hẹp. Và đó lại là Khương Châu. Hà lao ra để khép góc rất tốt của Khương Châu. Nguy hiểm. Tôi xin mời khán giả lại lùi lại đường biên ạ. Tránh cho những pha bóng khách quan hơn. Đấy rồi. Tuyến 2, dứt điểm, không vào. Vẫn làm cái gì đó mà Khương Châu đang chạy. Cùng với đó là ngăn cản rất nhiều những pha bóng nguy hiểm của 1989. Vâng, mình nghĩ hết sức bình tĩnh. Dũng Tàu đã có một khoảnh khắc. Có lẽ là không giữ được cái đầu lạnh của mình. Đúng là PP. Gã đồ tể rất bặm trận. Trận đấu khá căng nhưng vẫn chưa có một chiếc thẻ nào rút ra. Vừa rồi thì may mắn khi mà Dũng Tàu đã không dính phải một chiếc thẻ vàng. Di chuyển lại là Khương Châu. Cắt bóng rất hay. Nguy hiểm. Lỗi rồi. Nguyễn Lợi đã không thể dứt điểm thành công. Sau đó anh đã tác động với thủ môn bên phía thủ 90, đó là Đình Cảnh. Nguyễn Lợi vẫn di chuyển. Cùng với đó là có những tình huống chạm bóng đầy chất lượng và tinh tế. Những sự tập trung của thủ 90 vẫn đang phong tỏa tốt đối với ngôi sao này. Một trong ngôi sao quan trọng bậc nhất của thủ 1959. Một trong cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất dành cho 89 trong mùa giải này. Đây là Văn Hùng. Xuống biển. Ngô Tuân. Khả năng cầm bóng của Ngô Tuân chưa thực sự tốt. Thay người. Chúng ta cho thủ 89 thay người. Như vậy là Quỳnh Long Chim sẽ là cái tên để cho sân. Và vào sân là sự quay trở lại của Tiến Hương Thành.
Anh em đặt lên trên một tí cũng được. Con là công vạch. Chưa cái chè nó nhiều quá. Khương Châu nguy hiểm, không thể chạm đầu đến từ vị trí của Văn Hùng. Yến Âm Thanh không được. Yến Âm Thanh thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng vừa rồi thì anh lại múa rồi. Thay người, trọng tài cho cao thủ 90 thay người. Văn Hùng thay người, nhà này Văn Hùng là thủ cho sân. Vào sân đó là sự quay trở lại của Nguyễn Chiến. Thủ 90 nữa lại nhăn rồi. Trước đó là Đàm Trung và bây giờ là đến Văn Hùng. Rất quyết liệt, không có lỗi. Sau đó thì Tiến Âm Thanh lại có được truyền ra thẳng biên. Một sự cháy chớp nóng và đang làm các anh em đang cãi hơi nhiều. Chèo bóng nguy hiểm, Văn Chiến không được. Văn Chiến đã chạm đầu nhưng anh không thể hướng trái bóng về khung thành. Thời gian hiệp hai không còn nhiều, số vẫn là 1-1 thôi. Rất căng thẳng và không thiếu phần kịch tính với những tình huống va chạm, với những pha tranh chấp mạnh mẽ của gai bóng. Hy vọng là anh em cũng sẽ luôn giữ cái đầu lạnh để tập trung vào chơi bóng. Rất hay, Văn Chiến xoay người, không vào. Một tình huống mà Văn Chiến đã tạo ra một pha xoay người 360 độ rất đẹp. Nguyễn Lợi cũng là một tình huống xoay người, nhưng Nguyễn Lợi đã dứt điểm đi ra ngoài. Một pha bóng mà cứ ngỡ rằng là đã có bàn thắng cho cao thủ 90 rồi, nhưng đó là cú dứt điểm mà hướng trái bóng đã hướng thẳng vào vị trí của thủ môn Ngô Đức. Không khó khăn cho Ngô Đức có thể cản phá cú dứt điểm của Văn Chiến. Cắt bóng tốt, không được. Đàm Trung lại nhăn nữa rồi. Ôi đau đau rồi. Dậy dậy. Ôi, quả đấy là hơi sốc. Người thứ 5 rồi, cầu thủ 90 cũng sẽ còn 2 lượt thay người nữa. Uống đập sườn xuống sân mà cũng hơi khó thở một chút. Đang sẽ chờ sau tình huống này thì Đàm Trung mới có thể tiếp tục quay trở lại. Nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Số còn lại là 1-1. Không được. Tiếp tục là những xoay sở của Văn Chiến. Lần này thì anh đã không thể vượt qua được hậu vệ đối phương. Nguyễn Lợi và Đinh Tới.
thể hình của Đình Tới là tốt hơn rất nhiều. Đó cũng là một trong lợi thế trong những pha tranh chấp tay rồi. Tiếp tục là lỗi của Đàm Trung. Lỗi rồi. Phút thứ 56 rồi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta sẽ còn khoảng 4 phút thi đấu chính thức trong cuộc tứ kết, trận tứ kết thứ 3 này. Đối với 89 này 90 thì có lẽ là 86, 87 cũng không quan trọng là họ sẽ đối đầu với đội bóng nào. Sự cân bằng. Nguy hiểm, go vào! Hướng đánh đầu ngược hết sức nguy hiểm và suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho cầu thủ 1990. Môn Ngô Đức vẫn đang thi đấu quá tập trung và xuất sắc ở trong cuộc chiến này. Thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đó những phút bù giờ. Mọi chuyện nó đều có thể xảy ra, bàn thắng đến ở bất kỳ thời điểm nào mà chúng ta không thể ngờ trước được. Dù thì hai trận đấu, hai đội bóng vẫn đang thi đấu với một lối chơi ru ngủ đối phương, chậm rãi chắc chắn. Và đây tư duy. Đây là Đinh Tới, cầu thủ có thể hình tốt nhất trên sân ở thời điểm hiện tại. Và chạy bóng hướng tới vị trí của Văn Chiến, cầu thủ có chiều cao tốt. Nhưng hôm nay thì Văn Chiến cũng chưa một lần có thể chiến thắng trong những pha tranh chấp tay rồi. Ngô Tuân không được. Pha tranh chấp rất mạnh mẽ. Nguyễn Lợi, Nguyễn Lợi và Dũng BB. Dũng BB rất thầy. Vẫn là cầu thủ 1989. Đường chuyền quá khó rồi. Vẫn còn. Lỗi rồi. Tình huống mà Tiến Hồng Thành đã bị phạm lỗi. Pha tì người không bóng. Rồi chiếc thẻ vàng dành cho Đàm Trung. Có lẽ lỗi phản ứng. Thẻ vàng đầu tiên trong trận tứ kết 3 này. Một thẻ vàng hơi ít cho một trận đấu căng thẳng như thế này. Cơ hội đá phạt tốt dành cho 1989. Liệu rằng họ có thể tận dụng thành công không? Đường chuyền Tuyến Hải. Đây rồi, dứt điểm. Không không thể tin được. Pha cản phá xuất thần đến từ vị trí của Đình Cảnh. Cú dứt điểm nó thực sự không thể xuất sắc hơn được nữa. Pha đặt lòng với một lực đi
với độ hiểm hóc là cực cao. Nhưng đó là một pha bóng mà Xuân Cành đã quá xuất sắc để cứu thua cho 1997. Tiến hai bắn chìm. Một phút bù giờ. Và như vậy là chỉ có một phút bù giờ cho cuộc chiến ở hiệp 2 thôi. Một phút cho những nỗ lực còn lại. Đây rồi, Khương Châu! Vẫn là Khương Châu, không được. Nguyễn Lai rất quyết liệt. Cơ hội dứt điểm, không được. Tường Châu đã có cơ hội để kết liễu nhưng anh lại không thể chiến thắng được, đó là Ngô Đức. Một trận đấu mà vâng, đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Tô Minh Hằng cũng nổi lên để khép lại 60 phút thi đấu chính thức trận tứ kết thứ ba. 60 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, và chúng ta sẽ phải hướng tới loạt penalty để phân định thắng thua trong cuộc chiến này. Một trận đấu mà hàng phòng ngự cùng với đó là sự tỏa sáng đến từ cả hai thủ thành ngày hôm nay. Và họ sẽ phải thể hiện tài năng mình trên loạt penalty để xem ai sẽ là người bản lĩnh hơn, ai sẽ là người may mắn và xuất sắc hơn. Trên loạt penalty 70% chúng ta sẽ nhờ tới bản lĩnh, và 30% còn lại đó là sự may mắn. Và đương nhiên là thủ môn cũng là một trong những cầu thủ góp rất nhiều những phần trăm vào những loạt penalty.
ta sẽ đứng thành hàng ngang hai bên. Tôi xin mời cầu thủ 89. Trận loạt penalty 89 đã có sự thay đổi ở vị trí cùng gỗ khi mà Nguyễn Lợi sẽ về để đảm nhiệm ở vị trí cùng thành. Xét mặt trong trận đấu thì Ngô Đức cũng đã rất xuất sắc, đặc biệt trong tình huống cuối cùng, một phút bù giờ cuối cùng. Ngô Đức đã chiến thắng được pha đối mặt đến từ vị trí của Khương Châu. Nó giúp cho thủ 89 tránh thất bại ở phút bù giờ cuối cùng. Nó cũng là một thất bại hết sức nghiệt ngã mà chính thủ 89 cũng đã từng mắc phải ở trong loạt trận vòng bảng. Nếu không có bàn thắng ở những phút bù giờ, có lẽ là 89 đã không còn ở đây ngày hôm nay để thi đấu trận tứ kết này nữa, mà thay vào đó sẽ là cao thủ có thể là 2-1. Một lần nữa thì trọng tài lại phải tung đồng xu để xác định sân thi đấu, cùng với đó là đội bóng sẽ thực hiện loạt penalty trước. Như vậy là thủ 89 tôi xin mời các khán giả giữ nguyên vị trí nào, và xin mời các cháu nhỏ chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài sân, không di chuyển. Nào cháu, không được chạm vào giáo cháu ơi. Ê, cháu bé, này. Không chạm vào đấy nhá. Trọng tài đang làm công tác. Đó chính là chỉ giáo và nhắc nhở đối với hai thủ môn đối phương trong những loạt sút penalty, trong những pha bóng di chuyển ở vạch cồi. Nguyễn Lợi quá đơn giản pha bóng mà Nguyễn Lợi đã rất bình tĩnh để đánh lừa được định cảnh và dứt điểm rất nhẹ nhàng. Nhưng đó là tình huống đánh lừa tốt ở giải đấu này, cũng là một giải đấu rất ít pen. Theo những thống kê thì như là có mới một quả pen trong trận đấu chính thức thôi. Và đây sẽ là quả đá penalty đầu tiên, và đứng lên lấy trách nhiệm này đó là Khương Châu, đội trưởng của 90, không để cản phá. Cú dứt điểm chính xác và xuất sắc đến từ Khương Châu. Sau đó Thành cũng đã không quên nhiệm vụ quay trở lại để động viên tinh thần một cầu thủ đầy kinh nghiệm và đầy trách nhiệm của bóng đá Hương Mạc. Chiều nay Khương Châu đã vừa phơi thóc ở thời gian 2:30. Cầu vào! Đình Cảnh! Đình Cảnh đã xuất sắc để chiến thắng được Tuấn Quỳnh. Sự bình tĩnh, sự tự tin và sự truyền lại động lực đến từ người đồng đội, đội trưởng Captain Khương Châu. Ngày hôm nay thì Đinh Canh đang được, đó chính là vào 2-1. Dũng Tàu cú dứt điểm cháy nắp lưới của Dũng Tàu và giúp cao thủ 90 đang có lợi thế. Loạt penalty thứ 3, mọi người nhận trách nhiệm đó là đồng chí Tờ Linh. Bây giờ thì Tờ Linh mới lên đồ.
không thể cản phá. Cú đặt lòng nhẹ nhàng và hiểm hóc. Hai đều. Nếu như Ngô Tuấn thành công thì 90 vẫn có lợi thế. Ngô Tuấn đối đầu đó là Nguyễn Lợi. Hôm nay thì cầu thủ chúng ta được rất nhiều những người thân, vợ con của 90-89. Ngô Tuấn! Vào rồi. Như vậy là trọng tài đã xác định bàn thắng. Một pha dứt điểm không nhìn thấy bóng. Tình huống dứt điểm xuyên lưới và sau đó đập vào hàng rào sau. Đó là những lời nhận định đến từ anh em theo dõi trực tiếp trên truyền hình thì có thể theo dõi lại rất rõ nét. Xin mời các cháu đi ra chỗ khác nào. Đi ra kia nhanh. Chúng ta sẽ chờ đợi. Một pha bóng mà cứ ngỡ rằng là bóng chạm sờ ngang và nảy ra. Nhưng với những rất nhiều những con người với những đôi mắt 10/10. Cho pha bóng này không vào, và sẽ cùng xem lại. Xuyên qua lưới, nó đập sang ngang dưới. Xuyên qua lưới rồi mà chưa vào. Không vào, không vào đúng không Mạc Vinh? Xuyên qua lưới lại không vào. Không vào thật. Không vào thật. Không vào, ăn bao tiền. Không vào nè. Không vào. Không vào. Không vào. Không vào. Lọt rồi, lọt lọt rồi. Lọt đằng sau, cột đằng sau, cột dọc đằng sau kia nhìn kiểu đéo ấy. Trên xa mà đây xem chậm này, trên xa mà dưới thằng ngang đây, dưới thằng ngang đây. Anh vô lại em à. Ô đào cá đi, đào cá đi, ăn bao tiền cá đi, ăn bao tiền trên đấy rồi. Không vào rồi, không vào là không mẹ rồi, mẹ đi công đằng công đằng xấu. Không vào đấy. Đây, quay chậm, quay chậm hơn. Không vào, không vào. Đập ra trên rồi. Nhìn xem thấy bóng chưa? Thấy bóng. Đã bảo không vào rồi. Đã bảo độ bao nhiêu rồi. Mẹ. Vào hay không? Đó. Vào hay không? Vào đúng. Ai cửa đấy thì không vào này ơi. Đó, tay vẫn phải dưới, tay thiết đá đúng rồi. Chúng này, ôi. Dưới đâu mà dưới. Dưới đúng rồi, quả dưới là sai lầm rồi. Đá số bắt cực trước. Không mà cứ tay như một cái đá. Bàn thắng không được công nhận. Tình huống mà đã phải tham khảo rất kỹ công nghệ VAR. Tôi xin mời khán giả ra anh ngồi xuống ạ. Số đang là 2 đều. Tiến âm thanh rất xuất sắc. 3-2.
Loạt sút thứ tư của cao thủ 1989 đã thành công. Và đây sẽ là loạt sút của cầu thủ 1990. 90 đã ăn mừng hơi sớm. Vâng, đúng là 89 chết hụt rồi. Sống dài như đỉa luôn. Dứt đường, cao vào! Đó là sự xuất sắc đến từ Nguyễn Lợi. Và đây sẽ là cơ hội để quyết định. Nếu như 89 thành công thì tấm vé vào bán kết sẽ tuột khỏi đôi tay của thủ 1990. Họ đã cầm vàng, nhưng rồi đó có thể là để vàng rơi. Và chờ đợi Giản Tuyên. Giản Tuyên đối đầu với Đinh Cảnh. Đinh Cảnh đã rất xuất sắc trong trận đấu này. Anh đã từng cản phá một quả penalty. Và Đinh Cảnh liệu rằng wow! Tỷ số là 4-2. Tỷ số là penalty là 4-2 nghiêng về cao thủ 1989 đúng như dự đoán. Đội bóng chết hụt thì họ đã sống quá dài rồi. Lại một trận đấu nữa mà cầu thủ 89 đã tạo ra nhiều cảm xúc. Và lại một lần nữa, đúng, đá trước loạt cuối rồi. Loạt cuối thắng 4-2 thì chả thắng à. 89 nó trượt một quả thì đúng, thế bên kia trượt hai quả. Bây giờ mới quả hai, thứ hai còn thủ môn phải bắt, còn được đẩy quả nữa thì đẩy gì nữa. Không hiểu à? Ngay là thủ môn tặng 90 mà đẩy được là đều. Thế đẩy được đâu? Thủ môn 90 nó đẩy đâu? Vừa vào rồi đấy. Vào rồi còn gì nữa? Quả ấy đi nơi khó rồi. Quả ấy nơi đâu được vào chứ sao? Vâng, xin mời hai đội bóng tiếp theo 97 và 98 để đăng ký danh sách để chuẩn bị cho trận tứ kết cuối cùng. Rất đáng tiếc cho cao thủ 1990. Họ đã có lợi thế, họ đã có một thế trận hay, nhưng ngày hôm nay lại là một